Cụ thể, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách SE3 và SE4 xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn lúc 19h25 phút từ ngày 21 tháng 10. Như vậy, trên tuyến Bắc Nam sẽ có 3 đôi tàu khách hoạt động hàng ngày. Các đoàn tàu này sẽ đón trả khách tại 38 ga thay vì 23 ga như thời gian trước. Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ cuối tuần qua, ngành đường sắt cũng đã chạy thêm đôi tàu khách LP3 và LP8. Như vậy, trên tuyến này sẽ có 2 đôi tàu hoạt động mỗi ngày. Tàu LP3 xuất phát tại ga Long Biên lúc 9 giờ 28 phút các ngày trong tuần. Tàu LP8 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 15 giờ hàng ngày. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh, đôi tàu NA1 và NA2 cũng đã được đưa vào hoạt động. Cuối cùng, tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng đã mở mới đôi tàu SE21 và SE22. Trước đó, vào ngày 20 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn mới với hành khách đi máy bay và đi tàu trong giai đoạn mới, thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 11. Trong đó, khi đi tàu, hành khách không cần xét nghiệm nếu đi từ vùng xanh, vàng, cam, chỉ thực hiện xét nghiệm nếu thuộc vùng đỏ, vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ. Người tiêm đủ liều vaccine và F0 đã khỏi bệnh cần xét nghiệm khi có yêu cầu, hay đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Ngoài ra, hành khách vẫn cần xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, mệt mỏi và đau họng.